Kính chào tất cả quý ông bà anh chị em. Hôm nay là chủ nhật thứ hai mùa vọng năm A. Giờ đây xin kính mời tất cả mọi người chúng ta cùng nhau lắng nghe tin mừng. Đọc tin mừng theo Thánh Matthew. Hồi ấy ông Gioan Thầy Giả đến rao giảng trong hoang địa miền Giu-đê rằng: anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Ông chính là người đã được ngôn sứ Isaiah nói tới: có tiếng người hô trong hoang địa, hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi. Ông Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, lấy châu chấu và mật ong rừng làm thức ăn. Bây giờ người ta từ Jerusalem và khắp miền Giu-đê cùng khắp vùng ven sông Giô-đan kéo đến với ông. Họ thú tội và ông làm phép rửa cho họ trong sông Giô-đan. Thấy nhiều người thuộc phái Pha-ri-siêu và phái Sa-đốc đến xin chịu phép rửa, ông nói với họ rằng: nòi rắn độc kia, ái đã chỉ cho các anh cách trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống vậy. Các anh hãy sinh hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối. Đừng tưởng có thể bảo mình rằng chúng ta đã có tổ phụ Abraham. Vì tôi nói cho các anh hay, Thiên Chúa có thể làm cho những hòn đá này trở nên con cháu ông Abraham. Cái rìu đã đặt sát gốc cây, bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa. Phần tôi làm phép rửa cho các anh bằng nước để dục lòng các anh sám hối. Còn đấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi, tôi không đáng xách dép cho người. Người sẽ làm phép rửa cho các anh bằng thánh thần và bằng lửa. Tay người cầm đia, người sẽ rê sạch lúa trong sân. Thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa, không hề tắt mà đốt đi. Kính chào anh chị em. Hôm nay chúng ta nghe trình thuật của Thánh Matthew về một khuôn mặt mà mùa vọng năm nào chúng ta cũng thấy xuất hiện, đó là ông Gioan Tẩy Giả. Ông đến để rao giảng, kêu gọi người ta sám hối. Sám hối vì nước trời đã đến gần. Và lời kêu gọi của ông Gioan Tẩy Giả nó cũng bắt đầu từ truyền thống của các ngôn sứ. Và tin mừng hôm nay nhắc lại ngôn sứ Isaiah. Ngôn sứ Isaiah đã được sai đến với dân Israel trong thời gian họ bị lưu đày ở Babylon. Và lời kêu gọi của Isaiah là dọn sẵn con đường cho Đức Chúa. Vào thời họ còn đang bị lưu đày thì dọn sẵn con đường cho Đức Chúa nghĩa là chuẩn bị cho Thiên Chúa đi về với dân, trở về với quê hương. Hôm nay thì ông Gioan Tẩy Giả đến rao giảng và kêu gọi người ta sám hối, thì dân không còn ở trong tình trạng nô lệ như xưa nữa, nhưng rõ ràng dân cũng đang ở trong tình trạng nô lệ của tội lỗi. Họ đã lạc xa con đường mà Thiên Chúa dẫn dắt họ đi. Chính vì vậy cho nên họ cũng như là những người nô lệ cần phải chuẩn bị con đường cho Thiên Chúa đi về quê hương, cho Thiên Chúa đi về với họ ngay trên đất nước của họ. Như vậy thì chúng ta thấy mời gọi chuẩn bị để dọn đường cho Đức Chúa. Sám hối là để chuẩn bị cho Chúa đến, chứ không chỉ sám hối để mà cho mình cảm thấy yên lương tâm khi mình đang ở trong tình trạng bất xứng. Và ông Gioan Tẩy Giả khi rao giảng, ông không chỉ rao giảng bằng lời mà ông rao giảng bằng chính cuộc đời của mình. Chính ông như là ngôn sứ đã sống như một con người chịu sự kham khổ bằng cách mặc những y phục của vị ngôn sứ. Lông lạc đà đây không phải là một thứ y phục sang trọng. Chúng ta thấy ngày hôm nay khi nói đến lông thú nó là cái gì đó nó trân quý hay là nó cao quý. Nhưng thực sự ông mặc áo lông lạc đà, cái lông lại mặc về phía bên trong, có nghĩa là như một thứ áo nhậm, làm cho mình cảm thấy đau đớn hay là khó chịu. Rồi ăn uống cũng không ăn những thức ăn cao lương mỹ vị mà ăn châu chấu và mật ong, có nghĩa là những vật phẩm rất là đơn giản. Vậy thì chính đời sống của ông đã là một lời loan báo. Chính ông sống như một người phải hoán cải, phải trở về với Thiên Chúa,
phải chuẩn bị, phải dọn đường cho Thiên Chúa. Cho nên cái lời rao giảng cùng với cuộc sống ấy đã tác động trên dân. Đồng thời với lời rao giảng của ông Gioan thì chúng ta thấy cũng có quyền năng của Thiên Chúa. Để rồi dân chúng lũ lượt kéo đến với ông khắp các vùng lân cận, từ Jerusalem, từ Judea và những vùng xung quanh. Như vậy lời rao giảng của ông đã tác động trên dân, khiến cho người ta đến với ông xưng thú tội lỗi và để cho ông làm phép rửa trong sông Giô-đan. Thưa anh chị em, lời rao giảng cùng với đời sống đã đem đến cho dân chúng một cái lời cảnh báo, họ phải hoán cải, họ phải trở về. Và dân chúng lũ lượt tìm đến với ông để được ăn năn thống hối. Nhưng đồng thời cùng đi với người dân đến xin chịu phép rửa thì có cả những người thuộc phái Pha-ri-siêu và Sa-đốc. Họ cũng đến xin chịu phép rửa, nhưng ông Gioan Tẩy Giả đã thấy rõ là họ không thực sự sám hối, không thực sự ăn năn. Họ chỉ sợ hình phạt của Thiên Chúa thôi. Đây cũng là một điểm mà chúng ta phải suy gẫm. Đôi lúc chúng ta trở về với Thiên Chúa không phải vì chúng ta thấy mình tội lỗi, thấy mình cần phải hoán cải, mà chỉ vì sợ Thiên Chúa trừng phạt. Điều này chúng ta cũng thấy nhiều người sợ hỏa ngục hay sợ hình phạt của Thiên Chúa mà tìm cách gọi là xưng thú tội lỗi. Nhưng điều đó không đủ. Hoán cải phải là một sự hoán cải tận căn từ trong thâm tâm mình. Chính vì vậy cho nên những người đến xin ông chịu pháp rửa, ông cũng cho họ chịu pháp rửa. Nhưng ông nhắc họ một điều, đó là hãy sinh hoa quả xứng với lòng hối cải. Bởi vì sự hối cải trở về không chỉ làm cho mình yên lòng, yên tâm, mà phải sinh ra hoa trái. Một sự hoán cải nghĩa là đổi đời, nghĩa là biến đổi. Làm sao để việc mình trở về với Thiên Chúa đem lại những hoa trái của bình an, của niềm vui, của tình yêu thương, của sự đổi mới tâm hồn và đổi mới cuộc đời. Còn không thì chúng ta thấy hoán cải chỉ vì sợ hãi thì nó không đem lại những kết quả lâu dài. Có thể người ta trở về đấy nhưng người ta lại quay trở lại cuộc sống cũ. Nhiều người sợ năm 2000 là năm tận thế. Rồi năm 2012 lại có một cái thông tin từ trên đài Discovery và một cuốn phim nói về ngày tận thế. Người ta cũng sợ tận thế. Nhưng tất cả những sự sợ hãi ấy có dẫn tới họ tới cái chỗ hoán cải hay đổi đời hay không? Hay chỉ là một sự sợ hãi suông thì nó sẽ không có ích lợi và không kết quả gì. Vậy thì ở đây ông Gioan Tẩy Giả cũng nhắc nhở những người đến để xin chịu phép rửa nhưng không thật lòng ăn năn thống hối thì án phạt của Thiên Chúa, sự trừng phạt của Thiên Chúa vẫn có đó. Cho nên ông nói cái rìu đã đặt sát gốc cây, bất cứ cây nào không sinh hoa quả tốt thì sẽ bị chặt đi. Và ông vẫn làm phép rửa cho họ. Nhưng cái điều mà ông lại nói với họ là tôi làm phép rửa cho các anh bằng nước để dục lòng các anh sám hối. Ông làm phép rửa để cho người ta sám hối, để dục lòng họ sám hối. Nhưng còn một điều ông loan báo, đó là còn đấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi. Như vậy lời rao giảng của Gioan Tẩy Giả không dừng lại ở cái việc họ sám hối, ăn năn tội lỗi và chịu phép rửa, mà ông còn muốn nói với họ về một đấng sẽ đến. Đây là cái điều mà chúng ta sẽ thấy lời rao giảng mang tính hy vọng. Hy vọng về một đấng sẽ đến thay đổi tất cả, đổi mới tất cả và làm cho tất cả trở nên tốt lành hơn, thánh thiện hơn. Ngài sẽ rửa bằng lửa và thánh thần. Lửa để thanh luyện, để thanh tẩy, để tẩy sạch tất cả những gì là xấu xa, là tội lỗi. Vậy thì đấng đến sau Gioan Tẩy Giả chính là Đức Giê-xu. Ông đến để loan báo về một đấng sẽ đến và đấng ấy sẽ đổi mới bằng lửa. Nghĩa là thanh luyện. Thanh luyện thật sự, thanh luyện trọn vẹn và bằng thánh thần, nghĩa là ơn huệ của Thiên Chúa, nghĩa là sự thánh thiêng của Thiên Chúa. Như vậy thì chúng ta thấy ông không những chỉ mời gọi người ta sám hối mà còn giới thiệu cho họ và còn hướng họ tới một đấng sẽ đến. Và ông đã mời gọi
mọi người hoán cải để chờ đón Đấng Cứu Thế. Đấng Cứu Thế sẽ đến để giải thoát, không chỉ giải thoát khỏi tất cả những sự cầm buộc của trần thế, mà giải thoát người ta khỏi sự cầm buộc của tội lỗi. Vậy thì hôm nay, những ngày mùa vọng sẽ mời gọi chúng ta nhìn lại xem chúng ta có cần Chúa đến với chúng ta không? Và lời mời gọi của John Tẩy Giả có giúp cho chúng ta nhìn vào cuộc đời của mình xem chúng ta cần phải chuẩn bị thế nào để có thể đón Đấng Cứu Thế đến với chúng ta, Đấng quyền thế hơn Gioan Tẩy Giả, và đến để thanh tẩy, đến để thánh hóa, đến để đổi mới cuộc đời chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta trong thời gian mùa vọng này là cơ hội để chúng ta thực sự hoán cải, thực sự đổi mới và thực sự khát vọng Đấng Cứu Thế đến với chúng ta. Amen.